kính chào quý vị khán thính giả, tôi là Đỗ Vinh điều hợp chương trình Việt Face của chúng ta. Hôm nay chúng tôi giới thiệu một uh, quan khách uh, khá đặc biệt là một người thân quen với Đỗ Vinh cũng như đã từng hoạt động trong giới văn nghệ sĩ. Đặc biệt anh là một nhà hoạt động và tổ chức những concert, những show và nếu quý vị đến những cái chương trình uh, văn nghệ thuật của chúng ta ở quận Cam, Orange County nói riêng và ở xa hơn các tiểu bang, anh cũng đã từng tổ chức nhiều show. Uh, trên khắp nước Mỹ và đặc biệt là có những chương trình thiện nguyện uh, bất vụ lợi làm tại các chùa các nhà thờ và kỳ này cuối tuần này anh cũng sẽ có một cái chương trình vào ngày thứ bảy uh, cũng như vào chủ Nhật thì chúng tôi sẽ để anh Mai Định tự giới thiệu và giới thiệu chương trình đến với quý vị hôm nay trên chương trình Vietface của chúng ta Xin kính chào anh yeah. Mai Định yeah, Xin kính chào anh và uh, trước hết cho em uh, gửi lời chào đến uh, quý khán thính giả À, và Anh Vinh à, thì cũng cảm ơn Anh Vinh đã có cho phép em lên đây để mà thưa chuyện cùng quý vị và cùng Anh Vinh. Thì à, cũng có rất là nhiều lần à, em có tổ chức à, những cái concert cái show để mà phục vụ bà con phần lớn là ở Orange County mình. Nhưng mà đặc biệt là cái thứ bảy này ngày 23 tháng 6 từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thì uh, cái lý do mà cái 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 buổi uh, concert cái đại nhạc hội này mà ra đời đó là chúng em là một cái nhóm của nghệ sĩ và chúng em uh, ngồi lại nói chuyện với nhau và thấy những cái tình cảnh của bà con mình bên Việt Nam nó quá bi đát đi, nó giả mang quá. Thì nhưng mà tụi em không có biết làm sao hết, tiền bạc thì mình không có và mình cũng không có một cái access gì mà đi về bên Việt Nam để mà giúp đỡ bà con được hết. Thì chúng em mới ngồi lại và nghĩ ra là thôi bây giờ mình mình cũng anh em mình cũng có một chút tài mọn thì thôi đi ra làm một cái gì đó để kêu gọi bà con thì ít nhất để mình show cho bên Việt Nam những người đi biểu tình thấy được đó là bên này và đặc biệt là cộng đồng của người việt tại quận cam này à, có show một cái support về tinh thần thôi à, để cho bà con ở bên à, quốc nội yên lòng là ồ oh, dù muốn dù không thì ở bên ngoài của mình cũng còn một số khá đông người à, ủng hộ mình thì đó là cái, cái lý do một cái buổi concert thứ bảy này à, nó sẽ nó tổ chức tại à, tượng đài chiến sĩ việt mỹ từ 10 giờ sáng tới tới 5 giờ chiều. Đã. và à, cái buổi uh, concert này là hoàn toàn miễn phí. Và chúng em không có collect bất cứ một cái donation nào hết. À, chúng em đã có những người sponsor, dĩ nhiên là anh biết rồi, phải em phải mua bảo hiểm, em phải 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 bàn ghế mướn những cái đó là basic cái 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 cái, những cái chi phí căn bản, phí bản uh -huh. thì chúng em đã có người bảo trợ hết rồi. Quân, dạ, và các nhà tài trợ dạ, các và nhà tài sponsor. trợ thì đã Được. và đặc biệt là người ta không muốn nêu tên. Dạ vâng. <laughs> thì đó là cái cái buổi mà 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 concert thứ bảy này và đồng thời chúng em à, có một cái buổi à, cũng một cái concert nhưng mà inside nó trong trong một cái gym của bên trường Warner à, Middle School tại đường Newland và đường Westminster và cái cái concert này cũng Uh, hoàn toàn miễn phí và cũng không có tiền của người nào hết, Rồi cũng đã Ch có. chủ giật này mấy giờ? Dạ yeah, uh, một giờ cho tới 5 giờ chiều. Vâng. Để yeah. uh, Đỗ Vinh xin nhắc lại cho quý vị và quý vị sẽ thấy trên màn hình uh, cái tấm flyer này cũng như là uh, sau đây có một bản nhạc mà các anh em uh, văn nghệ sĩ sẽ ca hát là do Việt Dũng sáng tác, uh, Của nhạc sĩ Việt Dũng. Yeah, mặt uh, trên này thì chúng tôi xin đọc lại một vài chữ đây là Đại nhạc hội do các anh chị em nghệ sĩ hải ngoại tổ chức không có một cái tổ chức nào hay là một cái nhóm nào chỉ là những anh em và nghệ sĩ cho nên quý vị đây là đây là mạng xã hội là làm việc đây, yeah. social media đây, tất yeah. cả hoàn toàn là liên kết với nhau uh, để mà ủng hộ tinh thần cho các anh chị em tại quê nhà uh, một lần nữa là thứ bảy ngày 23 tháng 6. là ngày mai đây đó nếu quý vị xem chương trình này tối uh, thứ sáu tối nay đó quý vị uh, vui lòng đến với chúng tôi miễn phí không bán vé không gây quỹ vì những cái chi phí căn bản đã được các nhà tài trợ ủng hộ Và xin cũng tôn trọng là họ bị tấm lòng đóng góp nên họ không muốn nêu tên ở đây à, Tuy nhiên à, chúng tôi à, muốn mời quý vị đến để có cái sự hiện diện cho thật đông Tại tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ đường 14180 All American Way thành phố Westminster, quý vị biết tượng đài đây chúng ta hay tổ chức và cũng cảm ơn ông thị trưởng cũng như hội đồng thành phố Westminster yeah. à, đã cho phép sử dụng cái khuôn viên của tượng đài chiến sĩ một lần nữa là thứ bảy nay ngày 23 tháng 6, từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều à, và chúng tôi sẽ có những cái chương trình phản đối à, không cho Trung Quốc thuê đất và phản đối luật an ninh mạng cũng như những cái à, hành động của công an bịt miệng nhân dân. À, và những vấn đề đặc khu và censorship đây chúng tôi nêu cái fly ở đây và xin anh, uh, anh định cho biết một thêm một chút xíu cái luật an ninh mạng nó ảnh hưởng như thế nào và anh đã nghe những người bạn những người quen từ trong nước gọi ra báo cáo với anh là hiện nay họ đang phải chịu những cái áp lực gì những cái uh, sự uh, um, trở ngại nào hay là những cái gì mà họ cảm thấy rất là khó chịu với cái luật an ninh mạng này đã bắt đầu thực hiện tại việt nam xin anh kể ra một hai trường hợp vâng dạ thì uh, trước tiên đó thì uh, again thì tụi em không phải là một người phân tích về chính trị học và tụi em cũng không có phải là một người uh, chính trị gia nhưng mà tụi em chỉ có hiểu nôm na về cái luật an ninh mạng tức là cộng sản việt nam uh, không cho người dân post lên đặc biệt là facebook và google là những cái thông tin nó có hại tới chính quyền cái thứ nhất cái thứ hai là nói xấu những người à, cầm quyền những những ban chính trị nói chung là những cái người mà ra những cái quyết định không được nói xấu người ta và những cái công việc của người ta làm những người ta có thể là mình không biết à, nói à, nôm na một cách khác luật an ninh mạng tức là người dân không có quyền nói xấu đảng và nhà nước và không được biết những cái gì đảng và nhà nước làm. Đó là hai chiều thứ nhất đó người dân bị giới hạn gần như là tuyệt đối về những cái quyền tự do ngôn luận. Và chúng ta biết rằng ở Mỹ đây mình có quyền tự do ngôn luận mình có thể đã phá kể cả um, chính phủ hiện tại hay là tổng thống hay là quốc hội vân vân. À, chúng ta có quyền chỉ trích, có quyền nói lên cái ý tưởng mà nó bất lợi hay không bất lợi cho cái chế độ hay chính phủ đó, không thành vấn đề bởi vì cái quyền tự do ngôn luận được bảo vệ gần như là tuyệt đối. Còn ở Việt Nam thì như thấy rõ ràng. À, những cái tin tức gì gọi là bất lợi mà do cái uh, chế độ họ kiểm soát họ có thể loại trừ không cho đăng hay là kể cả bắt sự xét xử theo cái luật an ninh mạng những người đăng lên những cái tin đó thì đó là một cái điều bất lợi và điều bất lợi thứ hai là bên về phía nhà cầm quyền họ ngăn chặn người dân không có những cái thông tin cần thiết chẳng hạn như tại sao phải đưa ra cái luật đặc khu ừ. tại sao phải có luật biểu tình tại sao phải có luật an ninh mạng người dân không, không, không biết đăng vậy không, yeah, không có những cái thông tin đáng phải có vâng. thì đó quý vị thấy nó bất lợi hai triệu anh có thể đơn cử những cái trường hợp nào trong nước họ gọi ra cho anh biết hiện tại họ đang bị phải những cái chuyện gì dưới cái luật ăn an yes, anh, anh. À, cái mới nhất lại là, là hồi tối hôm qua chừng khoảng 10 10, 10 10 giờ tối thì em có nói chuyện với một người bạn à, đấu tranh ở trong nước thì à, cô ta cho biết là hiện giờ là nhà cô à, được đặt camera nó xung quanh nhà luôn nhất cử nhất động gì là người ta biết hết cô ta làm gì và thậm chí người ta còn thâu được những cái âm thanh người trong người trong nhà nói chuyện với nhau. Thì vừa rồi đó là cô và một số người bạn tới nhà cô ta ngồi họp lại để bàn những cái cách thức để mà đi biểu tình để giúp những cái người dân đi biểu tình. Thì sáng hôm sau là ngày đi biểu tình thì tối nay á người ta bạn người ta cô họp lại và chỉ tích tắc trong vòng một tiếng hồi sau là nguyên một cái nhóm bạn của cô là bị bắt hết và kể cả cô nữa phải mời lên công an phường để mà người ta nói là không có được đi biểu tình và người ta warning là không là mình phải ở trong nhà trong cái thời gian nào cái cái cuộc biểu tình xảy ra là không được bước ra khỏi nhà và người ta cho cô xem những cái hình ảnh mà cô và bạn của cô, những cái gì người ta nói chuyện là được thôi. Cho nên là những cái gì đó là người ta biết hết. Và cô nói, theo cô đó, là cô nói là không những là an ninh mạng của Việt Nam, và hiện giờ là an ninh mạng của Trung Quốc đã dày đặc tại Sài Gòn, nhà cô ở tại Sài Gòn. Yes. Quý vị thấy cái tình trạng này nó đã vượt ngoài tầm tay, của những um, chính quyền địa phương hay là cái công an nó đi xa hơn nữa và đây không những là cộng sản việt nam mà nó còn cái sự áp đặt của một cái thế lực bên ngoài là trung cộng hay là tình báo hoa nam hay là các mình thấy thứ nhất bây giờ vừa qua anh mai định nói thì quý vị thấy nó ba bốn cái điểm mà mình thấy là vi phạm về nhân quyền rồi thứ nhất là ở mỹ đây mình rất là tôn trọng cái privacy đúng Anh rồi ý không dạ đúng rồi chuyện gì mình đang nói chuyện với nhau trong gia đình tại sao phải là bị nghe lén đúng tại sao phải rì rõ ra bên ngoài tại sao có người quay lén quay phim thu hình thu thanh rồi những người bạn mình tới uh, sinh hoạt đó là một cái sinh hoạt bình thường chưa có ai phạm pháp gì hết yeah. rõ ràng không yeah. họ có quyền họ bàn tán về việc xuống đường hay là những cái ý tưởng chính trị hay là những cái hành động gì họ chưa làm gì hết họ yeah. mới chỉ bàn tán thôi đó là đã bị bắt lên làm việc rồi tức là ở mỹ mình nói là innocent before proven guilty, right? Exactly. À, mình có quyền. Mình chưa phạm pháp yes. nhưng mà Việt Nam đó mới có nói lên right. vấn đề, mới có ý tưởng thôi, đã yeah, bị phạm. soi là phạm pháp đã yeah, đưa phạm. ra bằng chứng để truy tố yeah. rồi. Và, à. và cái cái bộ luật 25 của 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 cộng sản là ghi rõ ràng là người dân có quyền phản đối. Mm. Nhưng mà nó lại chưa kịp phản đối. Chưa kịp phản đối. <cười> <cười> tức là bị miệng bộ đấy. luật ghi thì kệ bộ luật. Right tao làm là kệ tao, cho nên cái luật này phải gọi là luật rừng rất yeah. là hà khắc nếu mà ít nhất mình nói là áp dụng một cách bất công yeah. và hà khắc và những cái cái thủ tục pháp lý thấy là cái quyền dân quyền đó yeah. chưa nói tới nhân quyền mà nói dân quyền đó yeah. không được bảo vệ yeah. oh. dẫu rằng luật lệ và gọi là liên hiệp quốc có thể họ tới họ kiểm soát vân vân yeah. họ theo dõi nhưng mà cái tình trạng vi phạm dân quyền đó mình thấy trắng trợn trắng trợn và hà khắc mà gì như bây giờ nói về giật trong nước làm sao mà có một cái cuộc biểu tình lớn được như vừa qua Đúng bởi rồi. Vì, vì họ họ vịnh những cái cái cớ của cái những lần biểu tình vừa rồi để họ đàn áp thẳng tay và chưa kịp biểu tình đã mới nhóm họp đã mới bàn thảo là, tới, là đã bị kêu lên là làm, bị việc rồi. Kêu làm, việc làm việc rồi đó mà tôi xin lỗi quý vị nha quý vị nào mà chưa bị công an gọi lên làm việc chắc không có cảm giác bị sờ gáy đó nó lạnh lắm dạ. lạnh người lắm chỉ cần công an tới đưa một cái tờ giấy mời lên làm việc mà làm việc có thể một tiếng đồng hồ có thể cả ngày mà có thể bị giam cầm luôn dạ và có thể bị mất mạng luôn đó thành dạ. ra quý vị thấy không cái chuyện gì cũng có thể xảy ra trong một cái đồn công an dạ. mà cũng có những người bước vô thì còn sống tươi mà bước ra dạ. thì đưa băng ca ra dạ đúng vậy thành ra quý vị thấy rằng dạ. chúng ta phải lên tiếng nói dùm cho nhớ hộ cho những người trong nước những người bạn và anh em chúng ta bởi vì bây giờ họ còn không còn cơ hội nói nè dạ. họ chỉ mới ngồi nhóm họp với nhau đó là đã bị bắt làm việc và cái mà mình sợ hãi nữa phải nói là sợ hãi là trung cộng nó đã thọc tay vào nó đang trợ giúp cho những cái lực lượng công an quân đội của Việt công Nam Việt. để mà nó nó bắt chặt người dân thì như vậy anh nghĩ ở trong nước sẽ có những cái cơ hội biểu tình nữa không? Dạ thì vẫn có biểu tình chứ những cái người nhưng mà theo em nghĩ thì nó sẽ là thưa thớt hơn và nó yếu hơn bởi vì hiện nay ở trong nước nó không có một cái người nào cầm đầu hết. Và rắn mà thì không có đầu thì chỉ có nhúc nhích một chút xíu nào đó thôi rồi sẽ nằm im. Chứ còn mà hiện giờ không thể mà mình mà có một người nào mà đứng lên vừa mới đứng lên là bị dập tắt ngay tại chỗ. Cho nên đó là một cái cái không may mắn của dân tộc Việt Nam mình lại nó như vậy. À, mình không có một cái người nào để đứng ra lãnh đạo. Vâng. À, chúng ta thấy rất khó để có những lãnh lãnh đạo xuất hiện bởi vì à, thứ nhất là mình trông cậy ở các lãnh đạo các tinh thần các tôn giáo yeah. à, và sau đó thì chúng ta cậy vào những người trí thức những nhà à, có thể kinh doanh có điều kiện tài chính vân vân nhưng mà những người đó họ họ đều có những cái quyền lợi để bảo vệ và rất là khó để cho người dân liên lạc với nhau trên điện thoại bây giờ cũng đã khó rồi giờ yeah, đúng rồi đó à, thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải lên tiếng để ít nhất tạo những cái áp lực nào, cái sự thông cảm nào ở những cái nước ngoài và các uh, chính phủ của các nước trên thế giới cũng như Liên Hiệp Quốc hay là những cái cộng đồng người Việt chúng ta lên tiếng gọi về trong nước ảnh hưởng lắm. Yeah. Uh, chúng tôi thấy rằng uh, khi chúng ta gọi về để nói chuyện với các đồng hương, các bà con chúng ta trong nước cũng động viên ủng hộ tinh thần và khi họ có thấy được những cái chương trình chúng ta uh, ủng hộ như là Đại Nhạc Hội, uh, xin quý vị uh, theo dõi để mà đến tham dự thứ bảy này ngày 23 tháng 6 từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều một cái đại nhạc hội. Dạ, yeah. miễn phí thưa quý vị, cứ việc đến không phải đóng góp hay mua vé gì cả. À, ủng hộ tinh thần cho các anh chị em tại quê nhà. À, bước qua một cái nhìn xa hơn một chút xíu trong tương lai, anh nghĩ rằng à, chúng ta sẽ đến với những cộng đồng khác à, khắp nước Mỹ. Uh, những cái nơi nào anh dự tính sẽ tổ chức những sinh hoạt nữa? vâng thì uh, bây giờ đó là cũng uh, có một người bạn uh, anh uh, Niên Nguyễn của bên Tennessee thì uh, lẽ ra là định cũng uh, bay qua bên đó ngày 24 nhưng mà sẽ không kịp. Bởi yeah. Ngày 23 thì mình lo đây rồi ngày 24 thì Việt Khang uh, cũng uh, tổ chức một cái buổi đại nhạc hội rất là giống như cái cái cô cái em làm. Ở bên Tennessee ngày 24 chủ nhật nhưng mà em là không không được và bởi vì à. em kẹt bên này ngày chủ nhật nữa xin nhắc lại chủ nhật chúng ta có một cái sinh hoạt tại nhà trường Warner góc đường uh, uh, Newland New và Newland và Westminster, New và Westminster yeah. uh, tức là cái hướng um, Santa đó khi mình đi từ bên này qua đường yeah. Westminster đi qua hướng Santa tới đường Newland đó nó có cái trường ở đó thì chương trình sẽ bắt đầu và yeah, 1 giờ chiều cho đến giờ chiều Chủ nhật ngày 24 và miễn phí. À, xin mời quý vị đến đông đảo và ủng hộ tinh thần. À, anh anh dự tính là cái tiếng nói và những cái đề tài mình đưa ra trong ngày thứ bảy và chủ nhật này, à, anh nghĩ nó có ảnh hưởng lâu dài hay là nó có giúp gì cho cái công cuộc của mình không? Dạ có. À, em vẫn tin là mình dù muốn dù không nó không nhiều. Em vẫn biết chuyện đó mình là những cái hồ cát thôi. Nó không có gì mình không phải là một cái người à, lãnh đạo. À, nhưng mà chẳng lẽ là mình không làm gì hết thì nó cũng không có một cái gì hết Nếu mà mình làm một cái gì đó thì ít nhất nó cũng ít nhiều gì nó cũng được một phần để mà giúp đỡ uh, cho người dân người ta cảm thấy là an toàn hơn à, và cái đó đó là một cái mục đích chính của tụi em và một cái cái mục đích thứ hai đó là tụi em muốn uh, cho không những là cộng đồng Việt Nam mình nhưng mà tụi em muốn, đó là tại sao là trên Facebook tụi em là post là vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Phải cho những cái cộng đồng bạn và đặc biệt là người Mỹ, người à, bất cứ một cái 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 sắc dân nào, người ta cũng cần cái sự tự do hết. Thì tụi em muốn cho người ta biết là người dân Việt Nam của mình đang bị áp bức bất như như thế này và để cho mọi người đều biết là cộng sản là như thế nào và đó là tại sao mà tụi em phải ráng làm vừa tiếng việt vừa tiếng anh mặc dù cái ảnh hưởng nó cũng chưa chắc lớn nhưng mà phải làm anh Mình... anh có thể cho cái uh, trong cái facebook đó, họ đánh dạ. vô cái website nào để anh dạ thì cái đó là cái tên của, của là định mai là của em thôi Định Đã mai em... nha, dạ. quý vị uh, lên facebook đó đánh vô định mai dạ. thì sẽ hiện lên cái trang facebook của Định, dạ, của định. mai định đó định mai ừ thì sẽ thấy những đầy đủ những, dạ, cái, đầy tài đủ những cái tài liệu những cái cái, cái 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 um, information kể cả chương trình này hy vọng yeah. sẽ tồn động lại được trên youtube sau từ cuối tuần này thì chúng tôi sẽ post lên và uh, xin phép việt face của chúng ta liên vào một số facebook để chúng ta chuyển đạt uh, và gìn giữ cái tài liệu này bởi vì nó rất quan trọng vì cái cái công cuộc của chúng ta nó không kết thúc mà vào cuối, cuối tuần này yeah, đúng vậy. mà nó còn đi xa hơn thưa quý vị uh, quốc hội uh, cộng sản việt nam họ hoãn lại thôi yeah. hoãn lại cái biểu quyết về À, luật đặc khu họ chỉ hoãn lại cho tới tháng 10 thôi yeah. và có thể từ đây tới đó họ sẽ có nhiều hình thức để mà họ tạo ra một cái chính nghĩa giả tạo để là người dân ủng hộ cái luật uh, đặc khu đó để vào tháng 10 họ sẽ thông qua. Thì cái điều này rất là nguy ngại như anh uh, Mai Định có nêu lên nó còn cái bàn tay lông lá của Trung Cộng uh, thọc vào và muốn thao túng cái vấn đề chính trị của đất nước chúng ta cũng như cái chủ quyền chúng ta bị lung lay và thao uh, thao túng. Thì anh nghĩ cái nguy hiểm của Trung Cộng đó Anh nghĩ anh, anh đánh giá Trong cái Về cái luật an ninh mạng Và cái luật đặc khu này Anh nghĩ Có cái sự giật dây Có cái sự Gọi là à, Đặc điều Của Cộng sản Trung Cộng không Dạ Cái đó là Cái lẽ Đương nhiên Theo em Là cái đó là một trăm Theo em à, Cái bản thân em nhìn nhận à, Có thể Sai có thể đúng Nhưng mà Theo em nó là như vậy Bởi vì à, Từ Xưa Tới nay như Anh đã biết rồi Là dân tộc Việt Nam Mình 4.000 năm là rất là nhỏ nhưng mà Trung Quốc chưa bao giờ đánh thắng được Việt Nam mình có đi qua cũng là chỉ có một cái giai đoạn nào đó thôi nhưng mà dân tộc Việt Nam mình sẽ đứng lên và giành lại độc lập của dân tộc Việt Nam cho nên Trung Quốc theo em thì rất là hận Việt Nam mình và một cái mà em 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 có một phần lo lắng ở trong này á một khi mà Trung Quốc mà đi qua Việt Nam rồi đó mà người ta thích over vậy giống như bên Tây Tạng vậy đó ừ. thì dân Việt Nam mình là sẽ nhận được những cái đoàn trả thù ừ. kinh rất, khủng lắm kinh khủng em nói là kinh khủng lắm giả mang lắm bởi vì 4.000 năm nó tồn động từ bên từ trên xuống dưới tức là cái lòng của anh ta chỉ có muốn chờ tới một ngày nào người ta diệt mình thôi Đó bây giờ mình thấy nè luật an ninh mạng bịt miệng rồi yeah. bị bị bóp chết bóp cái tiếng nói của mình nè. luật đặc khu thì họ sẽ chính thức về kinh tế quyền lợi và họ có một cái cái sự hợp pháp hóa hay là một cái à, hình thức là họ à, được công nhận là người trung cộng có một chủ quyền nào đó trên đất nước chúng ta thì chúng ta thấy nó nguy hiểm hết sức và họ sẽ có quyền áp đặt luật của họ xử theo luật của trung cộng À, đưa người tới, đưa quân đội, đưa tất cả những gì cần thiết bởi vì đã ký rồi, dạ. đã kết rồi. thì lúc đó biển đông đã mất trắng rồi. Dạ. Bây giờ trên đất liền cũng mất luôn. luôn. Dạ. từng 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 đặc khu từng đặc khu nhưng mà nó sẽ lan tràn khắp nước Việt Nam thì chúng ta thấy rằng cái quyền lợi của chúng ta nó bị tước đoạt. Dạ. một cách trắng trợn. cái mà mà mà, mà cho em ngược lại là cái luật an ninh mạng mới pass đây thôi, chừng khoảng một tháng này thôi. Nhưng mà nó đã người ta nói trong theo cái 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 cái, cái luật là bắt đầu từ năm sau. Nhưng mà nó Đâu đã, có đợi. Đâu nó có đợi. đã rồi. Đã rồi uh, bằng chứng là trên cái Facebook, yeah. em nói chuyện bên bên Việt Nam thì mỗi lần mà có cái chữ nào biểu tình đó, người ta không thấy. Uhm mà em hỏi ha, xóa em hỏi đi hỏi lại ủa bên đó mày có biết gì về biểu tình gì không? Xóa hết. nó không trả lời gì hết. Mà em nói ủa sao kỳ vậy? ta đang nói chuyện mày mày đâu có nói gì tao đâu đâu có thấy gì mày sai thay tao đâu có nói mày gửi cái gì đâu. Đấy. nhưng mà một chập sau mình mới chẳng lẽ là những cái chữ mà liên quan tới biểu tình là nó xóa đi. Yeah. thưa quý vị nó rất nguy hiểm vậy. thứ nhất là Facebook với Google đó, yeah. họ đã nói rằng họ sẽ rút khỏi Việt Nam yeah. và họ sẽ có lên những kế hoạch như vậy thì tất nhiên là những cái Uh, kênh truyền thông và uh, xã hội mạng lớn nó sẽ không còn uh, phục vụ chúng ta uh, thì cái tiếng nói của người trong nước gần như là bị dập tắt yeah. và rồi những cái search trên trên họ sẽ xóa đi yeah. những cái keyword những cái chữ search đó, đó là sẽ không còn nữa tất nhiên những cái clip đó cũng bị kéo xuống hết rồi đúng đó. vậy và đồng thời quý vị thấy cái sự surveillance cái này mới nguy hiểm là nó những cái camera yeah. mà nãy anh nói đó bây giờ những cái nhà những cái khu những cái phố nào um, những cái nhân vật nào họ muốn theo dõi đó là hoàn toàn mất cái quyền không cửa không cửa quay, cử quay gì hết và và cái những cái kỹ thuật những cái máy móc này trung cộng đưa qua. Dạ đúng vậy. Cài đặt và sử dụng uh, cùng với công an thì chúng ta thấy chế độ công an trị và người dân không mất mất đi cái quyền privacy bị theo dõi bị surveillance và có thể bị truy tố mà chưa phạm pháp gì hết. Đúng theo quý vị thấy cái dân quyền và nhân quyền uh, hoàn toàn như là uh, không còn nữa và Gần đây thì Hoa Kỳ lại rút ra khỏi cái hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc Thì chúng ta thấy cái tiếng nói Hoa Kỳ cũng yếu đi dạ, đúng về, rồi. về cái mặt nhân quyền đúng không? Công bằng mà nói Nếu mà còn Hoa Kỳ là một thành viên của cái hội đồng uh, nhân quyền tại Liên Hợp Quốc đó Thì chúng ta nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể đặt vấn đề nhân quyền dạ. với Việt Nam Nhưng mà vừa rồi ông Trump không đặt vấn đề nhân quyền với Bắc Hàn dạ, đúng rồi. rồi lại cái tiếng nói của ông cũng yếu đi với Trung Quốc Họ chỉ kênh nhau về vấn đề kinh tế, kinh tế thôi. À, à, mậu dịch thôi chứ à. họ không có đặt vấn đề nhân quyền thì như vậy. Trung cộng và Việt cộng mạnh tay đàn áp về vấn đề nhân quyền mà chúng ta thấy không rất là khốn đốn cho người dân trong nước, đẫm máu anh ơi à, cái cái hệ mà một người nào mà đi vô trong trong đồn công an là đi ra là không bầm thì cũng tím mà không tím thì cũng máu me đầy người. À. Cái này à. thật sự là đau lòng máu chảy ruột mềm mà chúng ta không thể ngồi đây mà Uh, không có cái nỗi đau yeah. của những người xa xứ và những người còn nặng lòng với quê hương và rất là đồng cảm và với những anh em trong nước thành ra chúng tôi nói tiếng nói đây là cái tiếng nói của lương tâm tiếng nói từ đáy lòng là làm được những gì làm không gây quỹ không kêu gọi đóng góp mà làm miễn phí và chúng tôi cũng nhân tiện đây nhờ anh Mai Định nêu lên một số những văn nghệ sĩ đã, đã và đang đóng góp một cách uh, tự, tự nguyện và 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 thiện nguyện yeah. à, đối với những công cuộc này xin anh nêu tên để chúng tôi cảm ơn. Vâng, thì, trước hết á, thì uh, em xin cảm ơn anh Tạ Đức Trí, Thầy là Diệp và chị uh, Kimberly Hồ. Đang. Đó là những cái người mà trong hội đồng thành phố uh, Westminster là trực tiếp mà giúp đỡ cho em có một cái permit. Anh Vinh thì quá quen thuộc với cái, cái loại permit này Đang. rồi và thường thường cần ít nhất dễ có <laughs> cần ít nhất là 30 ngày tới 60 dạ, ngày đúng. mới có thì em có gọi anh tại Đức Trí thì tại Đức Trí nói không có được anh ơi. Nhưng mà em nói nếu mà anh bắt em chờ thì bên Việt Nam chắc có lẽ là dân Việt Nam mình bị bị nhốt hết rồi. Mình khi lúc đó mình làm nó vô nghĩa. Muộn rồi. Dạ, thì anh tại Đức Trí nói thôi bây giờ thì cứ làm đi rồi nào, tụi tôi coi thử được cái gì thì được thì anh tại đức trí à, một ngày hôm sau anh tại đức trí phone lại cho cho em là nói là ok thì bây giờ là tôi mới gọi được một cái emergency meeting để mà cho cái 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 event của anh thì cứ vô nộp giấy tờ đi vẫn đóng tiền phí đàng hoàng anh là một người tụi tượng tụi... cái đó thì không nguyên tắc, cái nguyên tắc. nguyên tắc không có làm gì hơn được và anh phải mua insurance uh, và cái Westminster là cần cái insurance double lần yeah. đối với những người khác những cái nơi khác em làm là cái 1 triệu 2 triệu bên này là hai triệu 4 triệu nên cần double lên thì uh, tụi em vẫn vào và đóng tất cả những cái chi phí lệ phí thì uh, nhưng mà không có uh, anh tạ đức trí thay là diệp với là chị kim lên hồ thì cái cái buổi này không thể xảy ra nó là như vậy thì đó là cái đầu tiên em xin cảm ơn à, là tất cả những trong cái à, hội, hội đồng. đồng thành phố của westminster yeah. Um, và chị Friends, uh, chị chị Francis, Thủy, chị Francis, uh, đã, chị Thủy cũng cũng giúp tụi em rất là nhiều uh, trong những cái 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 uh, connection để mà tụi em có được những cái cái ngày hôm nay và đó là em xin cảm ơn trước và sau thì em cũng xin cảm ơn uh, thứ nhất là chị Phi Khanh và anh Quốc Thái thì anh Quốc Thái là buổi sáng uh, em buổi sáng sớm ngày ngắm kia gì đó thì có gọi cho em đấy đến ơi chị uh, muốn giúp em cái thì nói thiệt là em một tay thì cũng không mình không có vá được trời thì mình cứ cứ chấp chỗ này chấp chỗ kia làm anh em ráng sao ráng thì chị Vi Khanh nói để đó chị hóc cho anh một em một tay thì kêu em trời vậy thì em cảm ơn chị quá thì chị Vi Khanh mới gọi à, một số ca sĩ thì có anh uh, Tuấn Anh anh nhận lời à, và cái này cũng <laughs> cũng tụi tụi em chốt cái ngày ra thì khó lắm, mời anh Tuấn Anh lắm yeah. yeah, rất là khó mời anh Tuấn Anh, nhưng mà anh Tuấn Anh lần này là xuống núi là giúp thì có anh Tuấn Anh rồi xong, rồi cái có ca sĩ Hoàng Hiệp gọi em nói là oh, ồ có bác Lâm Phương nữa bác Lâm Phương cũng cảm thấy là muốn ủng hộ cho cái chương trình này lớn tuổi rồi yes ừ. thì nhưng mà phải, cũng phải có mặt cũng kém nhưng mà à, thì thì đó rồi nhạc sĩ Trường Hải nữa ừ. đó là những cái người mà đấu tranh ừ. thì rồi Xong, xong đó là chị, quốc, chị anh chị Phi Khanh với anh Quốc Thái cũng nói mặc dù chị Phi Khanh, viên Quốc Thái là lo bên cái chương trình của bên trường uh, middle school Wonder middle school nhưng mà qua bên này hỗ trợ em nữa thì rồi xong chủ nhật thì tụi em lại hỗ trợ bên đó đó thì mới uh, mới thành lập thành công được những cái, cái bỏ những những cái mảng uh -huh. từ để mà làm được một cái đại hội này rồi uh, có trợ uh, ca sĩ Tâm Đoan, ca sĩ Tiến Dũng và có rất là nhiều anh chị em ca sĩ, chị Ngọc Thúy, anh Nguyễn Tiến Dũng, chị Thanh Thủy à, nói chung ô lê Tính cũng có một cái màn cải lương. Ừ. Cái 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 chương trình này nó có tất cả tức là em gom đầy đủ hết cũng có mua lân nữa có một đội lân nói thật sự ra đội lân là mình mình thường thường mình ăn mừng mình mới mới làm mình có yeah. mua lân nhưng mà nhưng mà em nói không cái này là mình show tinh thần thì anh miễn sao anh cứ cho mấy cháu nhỏ tới càng đông càng tốt còn cái chuyện mà mình cái ý của mình sao thì mình tự hiểu và mình khán giả sẽ thấy mình làm như thế nào Vâng, cảm yeah. ơn anh Ba Định chúng tôi uh, chắc chắn là sẽ uh, thiếu sót một số những người để đóng góp và yeah. sẽ, xin thứ lỗi nhưng mà rất là hoan nghênh và cảm ơn tất cả quý À, anh chị em và nghệ sĩ à, đóng góp trong chương trình à, như là à, anh Mai Định mới vừa nêu tên à, à, các quý vị thì à, xin vui lòng quý vị cố gắng đến chương trình thứ bảy này tức là ngày 23 tháng 6 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster từ lúc 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều sẽ có chương trình để đại nhạc hội ủng hộ tinh thần cho các anh chị em tại quê nhà và quý vị đến à, miễn phí và à, có thể ở cả ngày với chúng tôi thì à, như anh Mai Định vừa nói cũng rất là công khó để xin giấy phép à, được hội đồng thành phố Westminster ủng hộ là một điều đáng quý thành ra quý vị đến càng đông càng tốt và họ bắt chúng tôi đóng tiền bảo hiểm nhiều lắm đóng tiền cao lý do đóng bảo hiểm cao là vì sẽ có nhiều người đến để mà ủng hộ tinh thần và đây là chúng ta biểu dương à, cái tinh thần đấu tranh cũng như là cái sự tinh thần ủng hộ và lòng yêu thương đối với các đồng hương đồng bào của chúng ta trong nước là thứ bảy này và chủ nhật thì chương trình ở Warner School, đường Newland và Westminster à, mời quý vị đến cũng là lúc mà 10 giờ, giờ ừ, 1 dạ, giờ, một giờ, một giờ, một giờ, một giờ, trưa. giờ chiều, yeah. một giờ trưa. thì sau chương trình chúng tôi quý vị có thể ra đó. À, hình như cuối tuần này cũng có World Cup nhưng mà yeah. uh, chúng ta uh, xin nấn uh, ná một, một ít thời gian để đến với những cái chương trình uh, đại nhạc hội uh, ủng hộ tinh thần cho các anh chị em tại quê nhà do anh chị em nghệ sĩ hải ngoại tổ chức không có một cái đảng phái hay chính trị hay một cái ý um, phe nhóm gì cả. Đây là một cái chương trình mở rộng hoàn toàn cho công chúng và vì face của chúng ta uh, xin loan tin này cũng như là uh, muốn mời anh Mai định lên để nói về chương trình này cũng như là nói chung về cái tình trạng đất nước chúng ta và quý vị có những cái thông tin gì đến trao đổi với chúng tôi ừ. tại các chương trình và chúng tôi cũng sẽ welcome những người có những À, điều phát biểu gì quý vị cứ đến là vì đây là cái diễn đàn tự do và yeah, ở một cái xứ tự do à, chúng ta không có làm gì bạo động bạo lực hay là những cái gì mà um, có thể gây ra những cái điều à, ngộ nhận hay là những cái gì mà nó nó tiêu cực á thì chúng ta không có à, không khuyến khích những điều đó nhưng mà những cái khi chúng ta tỏ tình và nói lên sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của chúng ta à, để cho người bản xứ ở đây à, cùng, cùng hiểu những vấn đề của chúng ta. À, và chuyển đạt à, cái 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 sự ủng hộ này đến với những người trong nước à, thì à, đây là cái thời điểm nóng bỏng và chúng ta à, cần phải có mặt. À, chúng tôi cũng muốn quay lại một chút xíu về những cái sinh hoạt của anh Mai Đình trước đây đó. Yeah. Thì à, anh có thể qua kể qua những cái sinh hoạt nào anh đã có trong năm vừa rồi <laughs> ở, tại Square Park hay là những nơi khác. Dạ yeah, thì uh, trước tiên thì uh, cho em uh, lùi lại một cái cái cũng nó liên quan bởi bên liên quan cái đại nhạc hội này thì yeah. thì lẽ ra cái đại nhạc hội này là xảy ra tại My square park ừ. thì nó lớn hơn và nó có nhiều cái uh, nó có có, có có rộng rãi hơn cho đồng hương tới nhưng mà vì là tụi em bút ngày không được okay. bởi vì nó quá à, quá căng cần kề quá. Yeah. Mình điêu với thành phố thì mình điêu với một một thôi, ừ. còn đi với county thì điêu đi rất là nhiều ừ. cho nên là à, em cũng nhân cơ hội này cảm ơn anh Andrew Đỗ ừ. à, đã có nhã ý là à, ủng hộ cho chương trình là ừ. đáng lẽ là tụi em làm ngày 1 tháng 7 lận. Nhưng mà em em nói anh Andrew Đỗ thì không nó quá xa. Cho nên là mình thôi để dịp khác. Còn dịp này thì mình cái cái nó quá cấp bách đi. Cho nên là mình làm ở đó thì anh Andrew Đỗ cũng cũng là một trong những người mà luôn luôn là ủng hộ Mai Định làm những cái chương trình như vậy. Và để trả lời cho anh cái câu hỏi là em đã làm gì trong cái pass thì uh, mỗi năm thì em đều làm ở My Square Park uh, phần lớn những cái 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 concert outdoor là em làm ở My Square Park thì có anh Andrew Đỗ uh, sponsor và những người mạnh thường quân khác thì à, tụi em có làm là à, trung thu cho các em, Đó, trung thu cho các em là cũng hoàn toàn miễn phí, có quà, có sổ số, có đầy đủ hết à, những người tham gia không cần đóng tiền bất cứ một cái lệ phí gì kể cả parking luôn. À, cái gần đây nhất á, là cái mùa hè năm ngoái thì em cũng có tổ một cái hội chợ hè 3 ngày cũng tại My Square Park để hồi đó cũng là à, thu hút chừng khoảng được 4 50.000 người. Ừ. Và cái Tết vừa rồi là em cũng làm ở My Square Park cũng à, 3 ngày à mùng 1 mùng 2 mùng 3 Tết thì rất là đông và cũng à, là 80 cho tới 100.000 người. Đó. Thì đó là những cái hoạt động mà của em làm cho cái cộng đồng này đó là cái, cái, cái. bên bên cạnh đó thì em có tổ chức những cái, 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 cái show nhỏ nhỏ ừ. ở những cái nhà hàng à, thì uh, hầu hết là cho anh em nhạc sĩ có chỗ mà vui chơi à, và bên cạnh đó thì em cũng giúp rất là nhiều những nhà thờ những cái nhà chùa à, em làm rất là nhiều cái buổi mà quyên góp tiền à, cho để xây chùa để xây nhà thờ giúp các cha giúp các sơ thì cái ngày 29 tháng 7 là tại Golden Sea thì em có làm một cái cái cái, cái buổi ca nhạc để một quyên góp tiền cho sơ bên Việt Nam để xây cái nhà nguyện thì đó là cái, cái 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 show kế tiếp mà em em làm trong tháng bên, 7 này. 29 tháng 7 thưa dạ, quý vị anh, à, anh Mai Định ít khi xuất hiện trước màn hình và <laughs> và cũng à, là một người khiêm tốn thành ra không có Um, muốn nói nhiều về những cái đóng góp của mình nhưng thật sự anh đóng góp rất là nhiều công sức uh, và là một người uh, tổ chức được với các anh em văn nghệ sĩ được tín nhiệm và thương thương yêu uh, chúng ta biết rằng uh, làm việc với các văn nghệ sĩ cũng không phải dễ uh, phải tập dợt, phải đầu tư rất nhiều công sức tiền của vào đó và những cái trường hợp như là chương trình cuối tuần này thì hoàn toàn là miễn phí có nghĩa là các anh em văn nghệ sĩ đóng góp mà, um, về cái công sức của mình một cách hoàn toàn là từ thiện nguyện và um, chúng ta cũng không quên nếu mà không có nêu lên tên từng người thì cũng xin cảm ơn tất cả quý vị uh, văn nghệ sĩ đến và cũng kính mời quý đồng hương xin để dành thời giờ đến tượng đài uh, chiến sĩ Việt Mỹ trong thứ bảy này từ 10 giờ tới 5 giờ chiều có chương trình đại nhạc hội uh, miễn phí và um, chương trình chủ nhật một à, giờ chiều tại trường Warner gốc Newland và Westminster à, xin quý vị đến tham dự cho đồng đảo và à, cũng à, tiếp tục theo dõi những cái chương trình của anh Mai Định một lần nữa anh là à, một người tổ chức và à, một người làm việc với các anh em và nghệ sĩ trong các chương trình concert và show dấu à, rằng anh ít khi ra mặt nhưng mà quý vị bữa nay em nghe rằng anh cũng là gọi là behind the scene đó dạ yeah, là một trong những người behind the scene mà giúp cho chúng ta có rất là những cái nhiều những cái sinh hoạt văn nghệ rất là đặc sắc tại quận cam nói riêng và xa hơn các địa bàn khác à, bữa nay anh mới xuất hiện trên màn hình với chúng tôi Việt face của chúng ta và quý vị thấy uh, cái uh, facebook của anh đó uh, quý vị có thể vào đánh chữ định mai định mai thì quý vị sẽ thể hiện lên tất cả những cái sinh hoạt những cái show của anh đó thì uh, quý vị lên đó và chúng tôi hy vọng rằng cái show này sẽ lưu trữ ở trên uh, youtube À, và sẽ mời thêm các anh em văn nghệ sĩ yeah. à, đến với chương trình về face của chúng ta để chúng ta thêm cái chương trình à, này cho nó đặc sắc à, không có riêng chỉ về vấn đề chính trị mà ở đây chúng tôi chỉ đóng góp trên cái mặt tinh thần tình tự dân, dân tộc và văn học nghệ thuật à, không có mang sắc thái chính trị gì hết tuy nhiên chúng ta biết rằng đất nước chúng ta đang trong một cái tình trạng cần phải có sự đấu tranh về chính trị để cứu nguy hay là tháo gỡ những cái cái tình huống hiện nay mà nó hoàn toàn bất lợi cho dân tộc chúng ta. Còn lại 5 phút anh Ba Đình có thể nói thêm. Dạ, yeah, thì uh, cũng uh, cái phần chính thì em chỉ có muốn gọi kêu gọi cho cái show này là cho cái 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 thứ bảy này và uh, em xin kêu gọi uh, bà con cộng đồng của mình ở đây, đặc biệt là là những cái người sống ở, ở vùng Orange County và phụ cận uh, đến thì xin quý vị mang được đó thì cờ vàng ba sọc đỏ càng nhiều càng tốt mặc áo mặc cà vạt nói chung là show cái hình ảnh của lá cờ của mình lên và uh, không có cần uh, có 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 nhà uh, bảo trợ nguyên một cái pallet nước. nước yeah <laughs> tốt quá. Yeah, yeah thì uh, cái này em em muốn chia sẻ với anh là hồi tối hôm qua mới hồi tối hôm qua thôi em còn uh, uh, à, lên trên Facebook em em nói chết cha rồi bây giờ mà thành phố đòi thêm insurance và cộng thêm là anh em phải cần mướn thêm liều bởi vì nó hơi nắng cho ừ. nên liều ghế cho bà con mình ngồi cho nó đàng hoàng à, tiền secure đi nữa thì em mới nói phải cần thêm một ngàn nữa thì em cứ đắn đo hoài cứ không biết là bây giờ mình 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 xin ai mà mình mình lên mạng không biết mình kêu gọi có người không thì nhưng mà em nói thì cũng gần ngày rồi thôi bây giờ mình cứ lên thử đó, em có nói chuyện với à, anh Trường Lê thì à, ông anh ở trong à, ban nhạc thì em nói cứ lên đi mình làm mình 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 làm à, một cái cách là thiện nguyện và rõ ràng thì tại sao mình sợ. Thì à, em mới lên em Facebook thì em nói ok bây giờ còn những cái thứ này và một khi mà quý vị mà sponsor đó là quý vị không trả cho cho cho, cho ban tổ chức là may định. Tôi tụi em không nhận tiền. Tụi em chỉ là cái người tổ chức còn những quý vị mà mà sponsor cho ví dụ giống như là bàn ghế thì quý vị trả thẳng cho anh Cang Nguyễn, anh Cang Moonflower bởi vì anh Cang là người lo cái đó, anh cho anh cho mướn. Chứ bên định không có muốn muốn nhúng tay vô bất cứ một cái chuyện bạc gì của quý vị. Thì chỉ chưa tới 2 phút sau là em có mười mấy cú phone gọi để đó cho chị, để đó cho em, để đó cho anh. <laughs> à, và thì em cũng cũng ca xin cảm ơn là vợ chồng người bạn thân của em là là Phú và Thủy à, ở nhà hàng Huế ơi. Ừ. Và à, để đó cho em, để đó cho em. Thủy là em sẽ 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 sponsor uh, cái này cái kia cái này uh, bàn ghế còn 300 đúng không em 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 sponsor rồi một chọc không cái kia 500 thôi em để nhưng mà em thấy bây giờ anh đã đủ hết rồi và anh xin xin tạm dừng không có collect tiền nữa. Thì em cũng xin cảm ơn những người bạn là bác sĩ Bình những người đó anh Doanh vừa lên một cái là người ta sponsor liền. Chúng ta không có quen các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm những người bảo trợ dấu ra họ ẩn danh họ chỉ muốn đóng góp cho công cuộc chung và họ không muốn nêu tên nhưng chúng tôi vẫn cảm ơn uh, riêng rẽ từng người cũng như cảm ơn chung cho toàn thể cái sự đóng góp của quý vị chứng tỏ cái tinh thần yêu nước và cái lòng của quý vị um, với quê hương và đất nước đều đáng quý và đây là một cái cao trào mà là một cái dịp phải nói một ngàn năm một thở mà yeah. chúng ta uh, hợp quần lại với nhau để chung sức mạnh và đấu tranh cho chủ quyền cho độc lập và cho dân chủ tự để do dương, tại yeah. đất nước chúng ta À, xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình về face của chúng ta hôm nay à, và cũng được biết chương trình anh cũng sẽ có anh trần nhật phong dạ à, có anh trần nhật phong ra làm là MC, mc và Đấy. những người khác làm dạ, mc cho chương trình. em uh, cho em một, 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 một hai người nữa cho em cảm ơn tức Đấy. là uh, ngọc uh, chị chị ngọc ở bên uh, chủ của báo uh, việt thai là chủ của báo việt thai là chị ngọc là gọi điện thoại tới những người bệnh thường quân và xin được cho anh em là một trăm phần ăn nước uống là trị giá hơn một ngàn đồng vâng. và người ta sponsor người ta cũng không muốn uh, nhắc vâng. tên. Yeah, đó, đó là cô uh, chủ báo uh, ông ông như ông, ngọc, như, ngọc, dạ, ông như ngọc và một Việt người Thái. nữa là là anh chủ của bên nhà hàng quốc hương yeah. là ngay Brookhaven Westminster thì anh cũng có sponsor một số đồ ăn cho cho à. tụi em nữa nói chung là về đồ ăn nước uống là tụi em tương uh, đối thoải mái yeah. <laughs> cảm ơn quý vị theo dõi chương trình hôm nay cảm ơn anh Mai Đình hẹn quý vị tại tượng đài thứ bảy này 10 giờ đến 5 giờ chiều uh, ngày 23 tháng 6 cũng như là chủ nhật này tại trường Warner đường Newland và Westminster. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn anh Mai định trong chương trình khác cũng như là tại tượng đài trong cuối tuần này. Yeah. Xin kính chào quý vị. xin giới thiệu chương trình mới Việt Face của chúng ta chương trình phân tích và nhận định với tiến sĩ Đỗ Vinh mang lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại quý vị nhớ đón xem vào mỗi tối thứ sáu chỉ có trên đài Việt Face TV quý vị nào muốn bảo trợ chương trình hoặc quảng cáo trên Việt Face TV xin gọi 714 864 7988 hoặc email info@vietface.tv.com